Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phạm Ngọc Anh, là giám đốc của công ty Nhị Của Việt. Công ty Nhị Của Việt thì chuyên cung cấp máy móc thiết bị công nghiệp và được thành lập từ 2010 đến nay được hơn 10 năm. Và ngày hôm nay tháng 2 2021 thì Nhị Của Việt quyết định thành lập cái kênh YouTube. Bởi vì sao mà Ngọc Anh và Nhị Của Việt mong muốn tạo cái kênh YouTube? Nó có hai lý do. Thứ nhất là muốn review những cái sản phẩm để các anh chị khách hàng ở xa có thể coi trực tiếp thực tế giống như thực tế những sản phẩm mà công ty Nhịp Cầu Việt cung cấp, để các anh chị khỏi cần mất thời gian để đến trực tiếp, chỉ cần ngồi tại nhà thôi các anh chị đã có thể biết được là một cái bộ sản phẩm đó bao gồm những cái phụ kiện gì, và nó nhìn tận mắt nó như thế nào. Và cũng như là cái mong muốn thứ hai nữa là Ngọc Anh và Nhịp Của Việt mong muốn rằng là cũng là hướng dẫn sử dụng và bảo trì những sản phẩm mà Nhịp Của Việt cung cấp. Cái điều này giúp cho các anh chị thứ nhất là sử dụng sản phẩm cách đúng cách để tăng cái tuổi thọ của sản phẩm. Và một cái điều mong muốn nữa đó là giúp cho các anh chị tìm được những sản phẩm cũng như là lựa chọn được đúng sản phẩm mà đúng cái nhu cầu của mình. Thì đó là lý do mà tại sao Nhị Của Việt ra mắt cái kênh YouTube, và rất là mong nhận được sự đón nhận của tất cả các anh chị cũng như là góp ý của các anh chị để cho Nhị Của Việt ngày càng hoàn thiện hơn. Thì Nhị Của Việt sẽ từng bước làm những cái video để gửi đến quý anh chị. Và trong không khí đầu xuân thì chúc các anh chị một năm mới sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các anh chị.